Ê, rồi trong đó lúc mày học mà có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất không? Kỷ niệm hả? Bây giờ mình cũng ra trường được tầm một năm rồi á, nên là nó chỉ còn ít kỷ niệm thôi à. Chắc là nếu năm lớp 10, năm lớp 11 nhớ nhất á là hồi mình đi nhảy. Nếu là mình đi nhảy cũng không tính là nổi tiếng lắm, nhưng mà tức là cũng được nhiều người biết tới cái fan mà mọi người ai mà chả thích. Kiểu lúc đó kiểu lúc đó tự nhiên mình đi đâu mình cũng được kiểu ưu ái hơn á, kiểu vậy á, thì cũng cảm thấy có ấn tượng, nó ấn tượng lại với mình. Tại vì hồi xưa năm lớp 10, năm lớp 11 trong nguyện khuyến có vụ chia lớp học theo năng lực nữa, thì năm lớp 10, năm lớp 11 thì mình chỉ học lớp chung chung thôi, nên là mình được kiểu cũng đứng đầu của lớp, nên là cảm giác rất là nhẹ nhàng mấy môn đó học. Tại vì thầy cô á, khi mà thầy cô giảng dạy á thì thầy cô sẽ kiểu mình mà có muốn làm cô khó thì cô sẽ luôn nói là em làm được mấy câu dưới chưa mà em đòi làm cô đó, thầy cô sẽ không có dạy đâu, mấy bạn muốn học thì sẽ tự học. Thì đó, nên là mấy năm lớp 10 nếu chuyện học nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mãi tới đến lớp 12 á, lúc đó thì mình lên lớp đầu rồi, thì lớp đầu là những cái lớp những người rất là khó, ý là cái không phải những người, nhiều người rất là giỏi á, mà mình lại là đứng chót nữa, nên là mình cảm thấy cái cảm giác đó rất là không thoải mái á, rất là bị gò bó. Nên là năm lớp 12 thì mình ấn tượng cái vụ mà mình học tệ nhất lớp, gần nhất lớp luôn á, kiểu làm bài xong cô nào cũng sai, làm xong bài kiểm tra thử thì lại thấp điểm nhất lớp. Nên là đồng nghiên khuyến thì có hai kỷ niệm đó, trải qua được nhưng mà thôi đó. Nhưng mà lớp đó là lớp đầu mọi người, lớp mẹ ơi, điểm thấp nó thấp nhưng mà bằng đến lớp được không bằng. Nhưng mà cái cảm giác khi mà trải nghiệm trong cái đó nó không, nó rất là tệ đúng không? Nó rất là tệ. Nhưng mà chính nhờ như vậy á nên là năm lớp 12 mình có rất là nhiều cảm xúc. Thực sự là nó đã chạm tới cái đáy á, kiểu mình đã down mood tới đáy rồi. Thì bây giờ mình làm cái gì nó cũng sẽ là đi lên hết á. Trong đó cảm giác tự ti, ganh tị, thực sự là ganh tị có luôn á, mà nó rất là nhiều. Thì đó nhớ là mày hay đi chỗ đi bộ ở ngoài công viên á. Trong đó bị áp lực trời. Ê thì xong là đúng không? Thật ra là dưới quê mình cũng học không quá tệ. Dưới quê mình đã học không tệ, ở đứng đầu lớp rồi cái kiểu cơ gần đứng đầu trường luôn cơ. Nhưng tại mà học trường quê mọi người, học trường quê kiểu như là không phải là ý là cơ cấu hay gì hết, nhưng mà tại vì học trường quê nó không có khóa khó mà cũng không có cạnh tranh nhiều như là lên trường nguyện khuyến đâu. Thế thì mình lên kiểu như là mình lên nguyện 12 á, mình cũng kiểu là không, thật ra là thi chuyên á là mình đã bị một cú vả mặt rồi, là mình điểm quá cao, là mình đã bị bị sốc rồi. Từ hồi cấp 2 mình học cũng được, cái xong rồi là mình bị vấp ngã, không bị giờ dập mặt một lần rồi. Cái lần nguyện khuyến là năm 12 thì mới đầu mình học được nha. Học cũng được, xong rồi cái càng về sau á thì mình càng bị bắt á, xong bắt đầu mình học càng ngày càng không vô, trời ơi, xong một điểm nó thấp, xong bắt đầu đến gần cuối lớp là cứ sai, xong rồi điểm thấp, xong rồi kiểu lần đầu tiên nha trong đời mà mình cảm thấy là mình ghen tị á. Lần đầu tiên đi học mà cảm thấy ghen tị luôn á, là ủa tại sao mà người ta giỏi là người ta đạt điểm cao trong khi mình không được á. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm thấy ghen tị về cái con điểm, mình thường là mình coi mấy cái đó là bình thường, đi học là chỉ ấy thôi mà, có gì đâu mà quan trọng mấy điểm đúng không. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình cảm thấy cái sự ghen tị nó lên lớn dần trong cái con người dễ thương này á. Cái cảm giác đó nghe thầy cô đọc điểm lên nữa. Hồi đó là thầy cô lớp 12 hay kiểu kiểm tra bài xong mọi người, cái thầy cô sẽ lật bài từng bài lên để đọc điểm, là bạn nào điểm từ đây tới đây đứng lên, bạn điểm từ đây tới đây đứng lên, sai câu nào, mày là như thế này thế này hả, sao mày dở quá vậy, sợ lắm, kiểu biết vừa sợ mà còn vừa kiểu nghe cái xấu hổ. Tại nhất là mấy người tới thân với mình á, mà họ lại điểm cao hơn mình cảm thấy vừa thẹn vừa ghen tị mà còn vừa kiểu rất là buồn á. Thì kiểu đó rất là, nó cảm giác rất là tệ. Nhưng mà năm lớp 12 á, cảm giác chạm đáy bao giờ chưa, kiểu rồi khóc mỗi ngày, khóc mỗi đêm đúng không? Không mỗi đêm, nhưng mà lâu lâu cái khóc. Nhưng mà bây giờ khóc vì bị thầy chửi chưa? Ê, chưa nha.
bởi vì thầy đâu có dám chửi tao đâu, thầy đâu có dám chửi tao đâu. Nói gì nha. Tại vì là hồi đó là kiểu mình ở trên trường thì mình không có sao hết, về nhà mình cứ hay kể, mình hay than, cứ bỏ mình hay than với mẹ. Xong mẹ sợ, mẹ sợ là mình làm cái điều gì dại dột, ngu dốt á mọi người. Học những khuyến đi học mà bị đặt dại dột, ngu dốt, khó chịu thiệt. Thế là mẹ tưởng tượng ra, hiểu không? Mà mình thì yêu thương cái thân thể ngọc ngà nên lắm. Ê, mẹ đâu có biết đâu, mẹ tưởng là mình sợ, mẹ sợ mình làm điều gì dại dột. Cái mẹ gọi cho thầy, thầy hoảng hồn, thầy hoảng hồn liền. Cái xong rồi thầy gọi mình ra nói chuyện. Thầy nói chuyện, thầy nói cái gì mà để mẹ lo, mẹ khóc. Mẹ gọi cho ta, nói cái gì, học trên đây thấy học cũng được, sao nó gọi cho đang vãng cái gì với mẹ dữ vậy. Cái tụi nó về sau mọi người thầy không dám làm luôn á. Không nói gì nữa luôn. Không nói gì luôn. Trở thành trò cưng luôn mọi người. Không có học trò cưng đâu, mà là học trò đáng sợ thì không có dám đụng. Đụng vô là nó vỡ, nó như cái lê vỡ, cái bong bóng á, như con chú bong bóng á, đụng vô là vỡ thì không dám đụng. Nhưng mà thật ra là cái nguyện khuyến không biết là với người khác sao nha, nhưng với tao á là ở ngoài tao có thể tiêu cực, tao kể xấu hồi đó, tao kể xấu về trường, nó áp lực nọ kia đúng không? Nhưng mà chỉ cần tao bước vô cổng trường phải tao gặp bạn á, tao quên hết. Thì yêu lắm. Kiểu như là bao nhiêu cái xì chết mà lúc mình ở ngoài mình muốn cầm điện thoại nè, mình nhớ nhà nè, quên hết. Mình kiểu hòa nhập vô ngay lập tức luôn, mà không còn suy nghĩ mấy cái đó luôn, mình lại lao đầu của mình học. Nó rất là tự nhiên á, ở ngoài thì mình ao ước là mình đừng có vô trong, nhưng mà đến hồi vô trong rồi mình quên. Mình quên ngang là cái mình thích ra ngoài á, vì vậy tại vì có bạn rồi á. Nhưng mà sẵn tiện nãy nghe Khôi kể cái vụ áp lực kẻ thì bây giờ kiểu có lời khuyên nào cho mấy bé đó, ví dụ mấy bé đang xem đây là học lớp 12, lớp 10, lớp 11 chẳng hạn, đang cảm thấy rất là áp lực thì nên làm như thế nào? Ê, tao đi phỏng vấn người ta cũng hỏi luôn mẹ, ấy người ta cũng kêu làm sao á má để vượt qua áp lực á. Có làm gì đâu má, không làm gì hết á. Hồi xưa mày đã làm như thế nào đi? Hồi xưa tao đã làm đúng không? Thì nhà mình á là mẹ mình cũng theo Phật. Thế là hồi đó là mẹ mình đã, thì mình cũng khi nào mình áp lực á thì mình sẽ bắt chước cô hiệu phó là xin lỗi tha thứ thương lắm cảm ơn. Ê mình nói hiệu nghiêm thiệt mình sẽ... Ê cô hiệu phó cô nhà. Đúng rồi. Trời ơi. Ê kể cho mọi người nghe một câu chuyện này hơi bị thần linh, hơi bị hay luôn. Thần linh hơi bị cái câu đó hơi bị hay. Mình có một con bạn nó đằng sau mình. Nó học nguyện khuyến từ năm lớp 6 cơ. Là với một người kỳ cựu như vậy rồi thì mình nghĩ là nó sẽ không có đau buồn hay là không có sợ thầy la đến cái độ mà nó phải bật khóc, cho đến khi mà mình thấy cái bài đó nó phát ra điểm thấp so với mọi người, mà nó thấp cũng không có thấp lắm đâu, chỉ là ấy là nó cái bài đó thì thấp nhất lớp nhưng mà điểm nó không quá thấp, cái là nó khóc, nó ngồi nó khóc luôn, nó bật lên nó khóc, nó kêu chết rồi. Tôi mới đánh nó ngồi trên đấy, như vậy là ngồi dưới, ngồi trên thôi, mà nó quay xuống kêu chết rồi. Khôi ơi, bài này tao điểm thấp quá, thầy giết tao mất. Nó kêu là thầy giết tao mất luôn, là mọi người hiểu là nó sợ thầy đến cái độ nào rồi. Cái là bữa đó là buổi chiều phát bài, cái nó khóc xong cái mới kêu là thôi không sao đâu, tối về tính niệm cho mày, xin lỗi thương lắm, tha thứ cảm ơn cho. Cái gì ta sẽ cố gắng kiểu thành tâm nhất có thể để thầy không có la mày. Cái xong tối đó về á là mình thay vì là mình bình thường mình skin kia xong mình nằm bè rồi mình đi ngủ tại vì quá mệt rồi, nhưng mình không, mình vẫn ngồi đó. Mình ngồi xong bắt đầu mọi người đi ngủ hết rồi, bắt đầu mình ngồi, bắt đầu mình niệm, mình kêu, mình cầu mong là cho bạn mình không có bị thầy la. Mà chắc là thầy cũng tâm lý. Sáng hôm sau hả, thầy không hề đã đọc nó một chữ nào. Thầy lướt qua một cách như là nó điểm cao hay là nó không có làm gì sai trong cuộc đời này hết. Xong nó nhẹ hết cả người mình, cũng kiểu wow, cái câu thằng chú thì là thần kỳ á. Kiểu vậy, đó là một cách. Còn cách thứ hai nữa là mình đọc chú Đại Bi vào buổi sáng. Buổi sáng thầy, hơi hướng về Phật nha. Buổi sáng là mình sẽ hay đi dạo, mình ăn sáng xong rồi mình thay vì mình lên phòng mình ngủ lại hay là mình làm gì thì mình lại đi xuống dưới sân trường á, mình đi dạo vòng vòng, mình ngồi ôn bài nè, mình đọc chú Đại Bi, xong rồi tối thì mình thích thì mình đọc tiếp. Tại vì đọc nhiều nó sẽ thuộc á, tự đọc luôn đó. Thì đó là rồi lâu lâu thì gọi về cho mẹ chia sẻ với mẹ. Thì đó là ba cái cách mà mình làm trong cái lúc mà mình ép lực. Và đầu tiên là tự niệm. Niệm mà cô nhà xin lỗi thương lắm, tha thứ cảm ơn. Xin lỗi thương lắm, tha thứ cảm ơn. Tại vì đọc lẽ dữ bà. Thứ hai là niệm chú Đại Bi. Đúng rồi. Cái niệm chú Đại Bi là có cái cuốn sách hồi đó là tao có cái tờ giấy của mẹ.
Con lại là theo đạo Phật. Bạn tao nha, là đem theo đạo Chúa. Nó mang một quyển kinh kinh thánh nhỏ nhỏ vậy nè. À. Nó để nó học giỏi, nó học giỏi nhất lớp luôn. Ừ. Mà sáng nào nó cũng trước hết trước tiên mở sách mở vở ra nó sẽ mở quyển đó nó đọc. Đọc kinh thánh Chúa. Ừ. Sau đó mỗi người nó học, thì đó là một cái cho bên đạo Chúa cũng có thể làm vậy. Chứ là bên mặc định nhá. Không. Đó mấy đứa khác đâu có dạy. Vậy hả? Ờ. Ui nó có chuyện kinh thánh nhỏ nhỏ xinh xinh cực, xinh cực. Ờ. Rồi nó đọc. Rồi. Ok, hướng về gọi là niềm tin của mình, tín ngưỡng của mình nè. Rồi thứ ba là chia sẻ với ba mẹ. Đấy tôi nhớ đây có làm gì không ta? Nó là áp lực. À hồi đó mình thì mình hay viết. Mình hay viết vô mấy cuốn sổ nhật ký rồi đó. Thì mình hay viết vô nhật ký là một. Cái thứ hai là hồi đó mách nhỏ với mấy đứa thôi chứ hồi đó mình nghe em bé ba á. Không biết anh đây nói là bị lao. Bé đó lo. Em mình nhờ cái video này mà không mấy em không được mang vô luôn đó con. Nên nói không ta. Tóm lại là mấy đứa cái em bé ba á. Nghe nằm nghe mỗi đêm. Nghe kiểu mang thấy cái USB tải về thì mình có hay nghe cũ trong ngày hay là mấy bài học mà kiểu thành công hay là mấy cái mà động viên tinh thần mình đó khi mình ngồi nằm mình nghe mỗi đêm luôn đó cũng là mà có hai cách để giải tỏa áp lực thôi. Ok vậy thì bây giờ thì nãy giờ cũng đã quá là dài rồi đó thì bạn Khôi có bạn đi single chứ có nhắn nhủ đôi lời nhắn nhủ cho các em không cho các em đang phân vân thử có nên vào trường này không và nên vào khi nào. Thì như nãy mình cũng có nói mình cũng đồng ý với quan điểm á là mọi người xem cái tính cách của mọi người với cái mục tiêu á là mọi người muốn nó làm gì. Nếu mà cái mục tiêu của mọi người nó cao cả hơn với cái sự tự do của mọi người á với cả là cái tính cách cá nhân của mọi người để mọi người nó cái mục tiêu nó đủ lớn để mọi người đánh đổi á thì mọi người vô nguyện khuyến năm lớp 10. Còn không á thì mọi người xem xét đến cái năm 12 của mọi người mà trường mọi người nhắm là trường có khả năng nhận thêm á thì mọi người 12 lên cũng không sao. Thiệt sự là như vậy. Mọi người cũng sẽ theo kịp thôi và nó cũng sẽ qua. Nhưng mà mọi người sẽ hơi mệt hơn với bạn ấy một chút xíu tại vì mình chưa quen lắm. Còn nếu mà mọi người cái năm 12 của mọi người á mà nó kiểu mọi người thấy là nó đông học sinh quá, dân đĩa đông quá mà cái tỷ lệ vô được năm khi mà xin vô năm 12 nó hơi khó thì mọi người để quyết định là muốn thử học nguyện khuyến thì mọi người phải vô từ năm lớp 10. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ là nên xem xét cho kỹ một chút xíu để xem là nó có phù hợp với mình không. Nếu không mọi người vô mọi người sẽ bất bí và mọi người kiểu cảm thấy là hối hận hay gì đó thì nó vừa tốn tiền mà không có được gì nữa nên nó cũng ấy. Thì mình có một lời khuyên vậy thôi là mọi người nên xem xét tính cách của mình làm sao cho mình thoải mái nhất và xem cái mục tiêu á, người xem cái mục tiêu của mọi người, cái đại học, mục tiêu đại học của mọi người nó rõ ràng hay là nó to lớn đến cỡ nào, nó có thể là lớn để mà đánh đổi không với số tiền với cả là với sự tự do với cá tính cá nhân của mọi người thì mọi người đi thôi. Tại vì cuộc đời sống có một lần về kỷ niệm của nguyện khuyến đem lại á, nó là những cái kỷ niệm mà mọi người không thể nào có được nếu mà sau khi mọi người đã học xong cấp 3 rồi mà mọi người không vô nguyện khuyến. Tại vì một khi mọi người bước ra rồi á, mọi người sẽ khó mà có cơ hội được nằm ngủ trên chiếc giường của nguyện khuyến, được ăn trong nhà ăn của nguyện khuyến, được ngồi học trong phòng học của nguyện khuyến, rồi được đánh răng, được sử dụng tủ của nguyện khuyến. Rồi kiểu nó thật sự rất là khó để mà không có thể luôn á. Một khi mọi người đã bước ra rồi hoặc là mọi người đã qua cái thời cấp 3 rồi á, mọi người không còn cơ hội để mọi người quay lại là vô đó để mọi người học hay nằm ngủ, trừ khi mọi người đi vô đó làm mà giáo viên bản nhiệm hay giáo viên nội chú mọi người có cơ hội được ăn đồ ăn trong đó thôi. Thì nó cũng là một cái điều mọi người lưu ý một xíu. Thì những kỷ niệm mà nguyện khuyến mang lại đó là những kỷ niệm với cả là giá trị mà nguyện khuyến mang lại là những cái thứ rất là quý. Sorry đàm mất. À nhưng mà nói nãy giờ nói tới đó mới nhớ là tại sao mình lại không thử đúng không? Dù sao nguyện khuyến cũng có cái kỳ học hè á mọi người. Nên là mình cũng có thể thử sức trong khoảng một tháng hè chẳng hạn. Rồi xem thử có quên cái kỳ hè đúng không? Xem thử có hợp hay không. Rồi nhưng mà tới đây nói tới đây á thì cũng phải nói tới một điều là hợp hay không á thì phải nói là mình đã cố gắng nỗ lực hay chưa thôi.
nếu cố gắng hết sức rồi mà vẫn cảm thấy bản thân quá là bế tắc đi thì bye bye. Thế thôi ha. Ok, và hôm nay thì mình cũng đã cảm ơn bạn Đi Sang Quê rất nhiều để tới đây và chia sẻ cùng mình. À, hiện tại thì cái dĩa này nó cũng đã hết rồi nha mọi người. Nói là chê cái hạt này nó dở thì mà ăn cũng gần hết rồi đó. Thì phải ăn thôi chứ sao giờ. Sao mà cọc cằn quá à, chứ bắt người ta không ăn, rồi ai ăn mà. Rồi, bây giờ chào mọi người nè. Cảm ơn mọi người đã xem video của tụi mình. Nếu mọi người thích thì hãy cho tụi mình một like và hãy subscribe nếu mọi người muốn theo dõi những content tiếp theo. Và mình cũng để kênh của bạn Đi Sinh Cư ở phía dưới để mọi người có thể follow ha. Thì bây giờ thì bye bye mọi người. Rồi. Yeah, một cuộc quay đã hoàn thành. Sớm mình nghĩ không biết còn không biết kèm chứ còn nhiều năng lượng lắm, mệt mẹ luôn, ngồi đói xỉu ỉ. Trời ơi, tao cảm thấy nó chưa đã.